Nhà tôi nuôi 1.000 vịt được 2 tuần tuổi, 4 ngày nay thì có hiện tượng là bại liệt, quay đầu, đi ngoài phân loãng màu trắng, ngoẹo cổ, ngửa cổ khẹt, bỏ ăn. Tôi mới tiêm kháng thể viêm gan dịch tả vịt nhưng thấy không hiệu quả, đã chết khoảng 50 tới 60 con. Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Xuân thân mến, với câu hỏi này của anh thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung đã có lời giải đáp như sau. Vâng, xin chào anh Xuân. Thì với cái biểu hiện lâm sàng như anh mô tả đấy, thì tôi cho rằng là vịt của nhà anh Xuân ấy, là nó có biểu hiện của bệnh cúm gia cầm. Đặc biệt là chúng ta lưu ý, bởi vì cái bệnh cúm gia cầm ấy và cái bệnh dịch tả là nó có biểu hiện lâm sàng gần giống nhau. Nhưng nó sự khác biệt ở chỗ này, khác biệt ở cái chỗ tức là cái chân ấy, nếu chúng ta kiểm tra có thể hiện tượng xuất huyết chân. Cái thứ hai là cái chúng ta nhìn rất rõ, tức là nó có hiện tượng quay đầu. Quay đầu vòng tròn, quay đầu. Thì đấy chính là cái bệnh cúm gia cầm. Và hiện nay chúng tôi được biết là bệnh cúm gia cầm đang xuất hiện ở Việt Nam. Cho nên chúng ta cần, theo tôi là cần phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương cũng như là thú y địa phương để trên cơ sở đó có cái biện pháp xử lý theo quy định hiện hành. Và nếu mà báo cáo sớm ấy, thì cái việc mà xử lý tốt thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng đối với những cái hộ chăn nuôi khác. Thế và rất có thể là sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thầy vất quá thầy ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tiền. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Rồi, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn lớn như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp,
bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, hai ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.